Em Tiến kính chào toàn thể quý vị, các bác, cô, anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Thưa quý vị, các bác, cô, anh em, hôm nay em trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, các bác, cùng anh em chúng ta. Em Tiến vừa mới về được một đôi loa Bose 301 Series 3, hàng đến từ Bắc Ireland hay còn gọi là Anh Quốc, bởi vì Marine Ireland, tức là đất nước Ireland, thuộc Ireland và Anh Quốc thì các bác tra Google nó là một, các bác nhé. Thì Ireland vẫn thuộc là của Anh Quốc. Thưa quý vị, các bác, cô, anh em, đôi loa này 301 Series 3 hàng gân zin trùng series, quá đẹp. Thực sự mà nói nó tuyệt vời đẹp luôn. Để em bật cái đèn flash soi nhận cho anh em. Đây này anh em này, đẹp chưa? Mỹ mãn cuộc đời nhá. Thì nói về ngày sinh của đôi loa này nha, ngày sinh của đôi loa này. Và đối với hàng của Ireland thì nó luôn luôn có cái tem này các bác nhé. Đó là ký hiệu đặc trưng, riêng biệt, không thể lẫn đi đâu được. Đó là cái tem này. Tem của nó bao giờ cũng có cái chữ là OX và OXIZN. Và có số là 135372 các bác nhé. Có cái số ký hiệu riêng biệt, đó là 135372. Đó là hàng sản xuất Ireland, luôn luôn có cái hàng số này. Và tiếp theo nữa là ngày sinh. Ngày sinh thì ở đây em thấy là ngày 16. Ngày 16 rồi, cái tháng này thì cái tháng nó đề là tiếng Anh thì nhiều em không 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 hiểu lắm đâu nha các bác nhá. Không biết tiếng Anh là nó dịch ra là tháng mấy. Thì em sẽ đọc cái ký tự là cái tháng này nó có ký tự là AUG. AUG không biết là tháng mấy nhá. Năm 94 các bác nhá. 16 xong rồi có chữ là AUG. AUG này là tháng các bác nhá, là tháng năm 94. Đấy. Thế thì chúng ta hãy cùng sang bên này. Nếu mà nói về hàng của Ireland nhá, mà muốn nó trùng series hay không thì quan trọng nhất là cái chữ này, quan trọng nhất cái chữ ở giữa. Đấy. Ví dụ có những đôi thì ngày 16 nhưng mà cái chữ ở giữa này hai chữ nó lại khác nhau thì nó cũng không phải là trùng series đâu các bác nhá, vì nó khác tháng. Đấy, thì chúng ta thấy là OX gạch chéo IRL có số 135372 ở đây. Và tiếp theo nữa là ngày 16 tháng AUG, rất nét đúng không, 594 các bác nha. Một đôi loa củ 7 màu quá đẹp, thật sự mà nói không thể chê vào đâu được các bác nha, không thể chê vào đâu được. Anh em nhìn này, và bên trong của phần tần loa bốt thì chúng ta không lạ lẫm gì với dòng loa bốt nữa rồi. Đó là có một tụ vàng Mexico, một trở sắt và một bóng đèn các bác nha. Đó. Bên này cũng vậy, hai bên như nhau anh em nha. Rồi, đây là cái màng của cái hai cái loa các bác nha. Màng bát của một đôi loa này, màng quá đẹp, gân zin các bác nha, gân zin, tất cả zin từ trong ra ngoài và trùng sori cũng trùng từ trong ra ngoài các bác nha, quá đẹp luôn anh em, quá đẹp nha. Rồi. Quay tương tép một tí xem, quay em sẽ quay chi tiết về bốn con tép cho quý vị các bác cùng anh em. Còn bây giờ thì em sẽ tạm dừng video và sẽ lắp ráp lại đôi loa này để nó lên cạy trên kia và sẽ xoay cả căng rồi các thứ để cho các bác anh em chúng ta ngắm nhìn về xung quanh của đôi loa này cũng như test nhạc báo giá cho anh em các bác nhá. Đây là đôi căng của đôi loa này các bác nhá. Đấy. Rồi, em chào các bác và tí đó các bác chờ trong giây lát sẽ có phần báo giá cực kỳ yêu mến cho anh em. Dạ vâng. Thưa quý vị các bác cùng anh em, em đã lắp ráp xong lại đôi loa này vào nguyên cái vị trí ban đầu của nó. Thế đây tổng thể là một đôi loa Bose 301 Series 3. Kính mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy đến thăm ngắm đôi loa này. Nó quá đẹp về các góc cạnh thẳng tắp và vuông đét các bác nha. Góc cạnh thẳng tắp vuông đét. Chỉ cần các bác tìm thêm một vết sứt nhỏ bằng cái tăm thôi cũng không có các bác nhá, trên đôi loa này. Thì chúng ta hãy đến với cái tem của loa. Thì đôi loa này về để có cái tem từ nước ngoài về, không biết là tem gì thì em không rõ. Hay bên Tây người chơi vào hay là từ nhà sản xuất người ta dán vào thì em không rõ là cái tem này nhá. Đấy. Cái tem ở trên thân đôi loa là em cứ để cả đôi nó có đều có hai cái tem này, cả một đôi loa này nhá, nó đều có hai cái tem này. Đấy, anh em để nguyên. Còn đây là tem chính của loa Bose 301 Series 3. Đôi loa Bose 301 Series 3. Đôi loa này có cái số series là
51 các bác nhá, số seri 51 đuôi các bác nhá. Hàng được sản xuất tại Marine Island, Bắc Island. Các bác nhìn dòng chữ này. Đây là ngay cái đầu ngón tay em chỉ nè. Đấy, Marine Island. Các bác nhá. Ok. Hàng rất độc và rất hiếm các bác nhá. Rồi. Bây giờ thì mời toàn thể quý vị các bác các anh em chúng ta hãy cùng đi đến cái căng của Loa, nó quá lành lặn và quá đẹp. Thật sự nói câu vậy anh em nhá. Bên trong củ cốt thì với anh em cũng đã được nhìn thấy rồi. Và bây giờ thì em sẽ quay kỹ cái màng cho quý vị các bác của anh em. Các bác nhá. Quá đẹp. Các bác nhá, quá đẹp luôn. Đây là cái loa tép này. Đó. Loa tép trên này. Đó nha. Quá xuất sắc luôn anh em nhá. Đôi loa này gần như là không có điểm trừ các bác nhá. Đó. Nó quá là đẹp, thật sự nói quá đẹp. Các góc cạnh của nó sắc nét. Đó. Các bác nhá, tuyệt vời luôn. Không điểm chê. Đấy thì bên này nó cũng có cái tem giống như bên kia các bác nhá, giống y như tem bên kia luôn. Anh các bác nhá. Đây số seri 51 đây các bác nhá. Marine Island đây. Island này các bác nhá. Rồi. Đây, mời các bác đến với tuyến loa còn lại. Chiếc còn lại. Em sẽ chỉnh cái máy quay cho nó hết độ sáng. Đấy, bật cái đèn flash lên cho các bác các anh em chúng ta nhìn cho nó lét căng luôn. Đấy, anh em nhé. Ok nhé. Đã tiện bật flash lên rồi quay tiếp sang cho anh em bên này để anh em chúng ta thăm ngắm. Đấy các bác nhá. Đây là chế độ bật đèn flash và đèn nào đèn led của điện thoại ấy. Rồi. Ok luôn nhá. Rồi. Một đôi loa quá tuyệt vời. Và zin từ ANS các bác nhá. Zin từ ANS, bao zin bao đẹp cho toàn thể quý vị các bác các anh em chúng ta. Và bây giờ đến phần báo giá. Cái giá bán là em bán đôi loa này là 9.600.000 đồng các bác nhá. Các bác đã thấy em tiến bán rẻ chưa? 9.600.000 đồng, giá này không bao gồm cước vận chuyển. Và anh em chúng ta hỏi mua đừng mặc cả với em Tiến nha, em Tiến bán ra này đừng mặc cả nha. Và tiếp theo đó là quà tặng. Quà tặng là 1 kg giò lợn các bác nhá, giò chính tay em Tiến làm. Bởi vì trong buổi tối ngày hôm kia thì em đã tâm sự về vấn đề này rồi, thì em hôm nay em không nan man về câu chuyện này nữa. Thì các bác mua bất cứ sản phẩm nào, loa âm ly, các thiết bị vân vân, nó nhiều tiền một chút thì em Tiến có quà tặng cho quý vị các bác của anh em chúng ta, đó là 1 kg giò lợn cho chính tay em Tiến xay và là tự làm các bác nhá. Ở nhà em Tiến làm cả nghề thịt lợn đó. Đây thưa quý vị các bác của anh em, đây chiếc âm ly Sansui, dòng âm ly System Receiver model 771, huyền thoại, không quảng cáo nhiều. Chiếc âm ly này bao zin và bao đẹp từ trong ra ngoài, máy bên trong 7 sắc cầu vồng, đẹp ơi là đẹp, giá 7.2 triệu anh em nhá. Bây giờ thì kính mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy cùng đến với buổi test nhạc cho bộ sản phẩm này. Hãy subscribe.
thiệt với tương lai. Vui xa ánh sáng phố phường, xa người em nhỏ đến đường tàu chân. Là chính nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm người, ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng mà sao không thấy tìm em giờ tìm ở đâu sao không gắng chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường, dòng ngàn sóng gió biển sao nàng vui dân thân trên vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng mà sao không thấy giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường, dặm ngàn sóng gió biết sao nàng vui dân thân.